Nghệ An, bố mẹ sinh 7 cô con gái, có 7 chàng rể tuyệt vời. 7 chị em gái nhà Võ Ly, ai cũng có công việc, làm ăn ổn định, kinh tế khá giả và rất có hiếu với bố mẹ. Những gia đình có nhiều con gái thường tạo dấu ấn đặc biệt, thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người. Gia đình có 7 chị em gái của Võ Ly Nghệ An là một trong số đó. Năm 2020, lần đầu tiên kể về 7 chị em của mình, Võ Ly nhận được hàng nghìn lượt thả tim và bình luận quan tâm. Thu hút sự chú ý hơn cả là chuyện 5 chị em gái cô cùng đẻ một năm, đại gia đình quay cuồng với việc chăm sóc trẻ nhỏ. Ly quê gốc ở Nghệ An, bố mẹ cô kết hôn vào những năm 80 và sinh 7 người con. 7 chị em gái của Ly lần lượt là Hiền sinh năm 1982, Hảo sinh năm 1985, Hán sinh năm 1987, Hường sinh năm 1989, Lượng sinh năm 1991, Ly sinh năm 1994, Ánh sinh năm 1996. Ly là con gái thứ 6 trong gia đình. 7 chị em gái Ly đều đã lập nghiệp, trong đó có 4 người sống gần nhà. 2 người sống ở Nha Trang và Ly hiện sống ở Hà Nội. Bố mẹ cô có tổng cộng 18 cháu ngoại. Chị em mình ai cũng ngoan ngoãn, chỉn chu, hiện tại đều có công ăn việc làm ổn định. Bố mẹ tự hào về 7 chị em mình lắm, Ly nói. Có nhiều chị em gái đối với Ly là một điều tuyệt vời. Chị em Ly trạc tuổi nhau nên rất thân thiết, mọi chuyện lớn nhỏ đều chia sẻ, tâm sự với nhau. Hàng năm, chị em Ly rủ nhau về quê thăm bố mẹ trong những dịp lễ đặc biệt. Không khí sum vầy vui vẻ khiến cô luôn lưu luyến quê nhà. Nhà đông chị em có nhiều chuyện buồn cười mà vui nhất là năm chị em cùng đẻ một năm. Mỗi dịp cả nhà sum họp đầy đủ, một dàn trẻ con sàn sàn nhau chạy nhảy khắp nơi, nhìn mà choáng váng, Ly chia sẻ. Bố mẹ Ly tuy không có con trai nhưng lại có 7 chàng rể quý, ai cũng nhiệt tình và có hiếu với bố mẹ vợ. Nhà có việc gì, các anh cũng sắn tay áo vào làm, nhiệt tình như con trai ruột của bố mẹ. Hôm rồi bố mẹ mình kỷ niệm ngày cưới, một anh vào nhóm chat gia đình hài hước rủ hộ chị em bỏ phong bì đi ăn cưới bố mẹ. Mình đọc mà vừa thấy vui vừa thấy ấm lòng, Ly kể lại. Cô gái Nghệ An tâm sự, trước đây bố mẹ cô thường bị gièm pha là ham con trai nên mới sinh tới 7 người con. Bỏ ngoài tai mọi điều, bố mẹ cô luôn cố gắng nuôi con cái học hành thành người. Giờ đây chị em cô đã trưởng thành, mỗi người đều có một cách riêng để báo hiếu bố mẹ. Bố mẹ mình có lương hưu nên ít nhận tiền bạc, vật chất của các con. Bố mẹ chỉ cần chị em mình hạnh phúc, thường xuyên về thăm bố mẹ là vui lắm rồi, Ly chia sẻ. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, bình luận và đăng ký kênh Tin Nóng Mỗi Ngày để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhất.